Chào tất cả anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em sửa một cái lỗi của cái sạc. Đây là sạc 10V nha, điện tử. Thì thông thường mấy cái máy điện tử hàng nhập China thì nó hay bị cái lỗi này. Đó là nó không kêu. Đó thì thông thường mấy cái máy điện tử thì khi mà các bạn có tải á, hoặc là các bạn đưa càn xuống nước á, thì nó mới kêu nha. Đó thì ở đây giờ mình đưa càn nó cũng hết kêu luôn rồi. Thì cả nhà để ý là bên cái phần hai cái nút nhấn công tắc á, nhà để ý cái chỗ cái tụ á, tụ bơm xung á, cái tụ bơm đó, đây, nhà để ý cái tụ bơm này, đó, mình thấy nó bị phù không, nó bị thủng không, tụ đỏ đỏ đó, nó để là 4UF á, đây thì mình không cần chẩn đoán bệnh gì hết, mình chỉ là thay đó thôi, trước khi thay thì mình sẽ tháo nó ra, đó. Thì tháo ra cả nhà nhớ là xả điện nha, nếu mà không xả thì nó giật mát luôn á, có thể nó còn ngậm điện trong đó đó. Nhưng mà đa số mấy cái tụ nó bị thủng á, nó thủng nhiều á thì nó xả hết rồi. Đây cả nhà xả hai cái cực của nó đây đó, mình dùng hai sợi dây mình nấu tiếp qua đó, bây giờ thì nó hết điện rồi, cho dù nó nếu nó còn ngậm điện thì nó sẽ xả đi nha, nó sẽ nẹt lửa và nó xả đi. Rồi bây giờ mình công việc của mình là chỉ tháo cái tụ này ra, mình mua cái thông số giống như vậy là được. Đây mình sẽ quay sát cho cả nhà xem. Đó cái tụ 4UF nha, 450V. Đó mình sẽ mua cái tụ giống hệt như thế này. Thì cái tụ này thì mấy tiệm điện người ta ít có bán, cả nhà có thể là tìm mua trên Google nha, có thể là mua trên Shopee hoặc là trên Lazada, người ta hay có bán cái loại này. Đó thì nó cũng rẻ thôi chứ không có mắc. Đó thì mình đã mua hai cái đây, mình mua một cái sẵn, mình mua thêm một cái nữa để sau này nó có hư thì mình thay luôn, lỡ mua rồi mình mua luôn hai cái nha. Đó 450V AC, 4 microfarad. Đây thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay vào thôi. Đó thì cái hộp điện tử thì cả nhà tháo một đầu, mình lấy nó ra và mà cái hộp ra mình tiến hành thay thôi. Thì đối với cái tụ này thì cả nhà không có cần là phân biệt là bên nào hết nha. Bên nào các nhà quay chiều nào cũng được. Miễn sao mình hàn hai cái chân này vào hai cái điểm như cũ là được. Đó, cả nhà cái này nếu mà cái lỗi đơn giản này thì các bạn có mỏ hàn là mình tháo ra mình tự sửa thôi, không có cần đem tới tiệm đâu. Mà nếu mà chỗ các bạn không có thợ thì mình tự ra thay luôn. Mình không biết gỡ ở đâu sửa đó, mình tự ra tháo ra thay luôn nha. Trừ khi mà nó chết phét á, chết con phét á thì mình không có biết cách đo, hoặc là mình không có biết cái cách mà lý do sao mà nó chết phét á thì không có nói đi. Cái đó thì mình phải cần thợ, còn như cái lỗi như thế này nó không kêu á thì cả nhà tháo ra kiểm tra cái tụ băm này nè. Mình thấy nó phù hoặc là nó xì nó nổ á thì mình tháo ra và thay cái tụ mới giống y hệt vậy là được. Đây thì lúc mà tháo ra thì cả nhà cũng tháo một đầu ra nha, tháo một cái ngay chỗ hai công tắc á, mình tháo ra mình mới đẩy mới rút cái mạch này ra được nha. Đó, sau đó mình sẽ ráp nó vào, sau đó mình hàn dây hai cái sợi dây công tắc và mình gắn hai cái biến trở nè này vào lại cái miếng sắt này là được. Đó thì lúc tháo ra cả nhà cũng thấy gỡ cái miếng sắt này ra mình mới kéo cái mạch ra được nha. Thì khi tháo ra thì cả nhà nhớ để ý là mình chụp hình lại, hoặc là mình nói chung là mình để ý một chút là mình làm được thôi. Rồi bây giờ mình đã ráp xong nha, thì ở đây mình không có bóng đèn tép hoặc là mình không có thử xuống nước, coi như vậy là đã thành công rồi. Mình chúc cả nhà thành công nha. Anh em mà lần đầu tiên xem video thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới từ kênh của mình nha. Rồi bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Chúc anh em thành công và xem video vui vẻ. Đây.